Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023, chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ vui tươi và hạnh phúc. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các nội dung đáng chú ý. Hàng vạn người dân xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh, 20.000 suất quà được tặng cho du khách và nhân dân đến viếng lăng Bác trong dịp lễ này. Trên 500 tác phẩm hoa lan đẹp, độc lạ, đa dạng của hơn 700 nghệ nhân đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước hội tụ về thành phố Cần Thơ. Ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 đã cận kề, các hoạt động chăm lo cho các em học sinh vẫn đang được toàn xã hội quan tâm thực hiện. Thưa quý vị, như đã thành thông lệ, mỗi dịp Quốc khánh 2 tháng 9, đồng bào từ khắp mọi miền của Tổ quốc về thủ đô Hà Nội để đón chào ngày Tết độc lập. Trong sáng qua 2 tháng 9, hàng vạn người dân đã xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh. Và cũng trong dịp này thì Sở Du lịch Hà Nội và Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao 20.000 suất quà tặng cho du khách và nhân dân đến viếng lăng Bác. Đây là hoạt động thường niên được triển khai từ năm 2018 đến nay. Năm nay, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến tặng 80.000 suất quà gồm một chai nước và một bánh mì hoặc một hộp sữa và một bánh mì cho du khách đến viếng lăng Bác vào các dịp lễ lớn như Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm thủ đô. Chứng kiến dòng người nối tiếp vào lăng viếng Bác mới thấy, mỗi người Việt Nam chúng ta đều mang trong mình lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước. Và mỗi người lại có một cách riêng để thể hiện tình cảm thiêng liêng ấy. Và ở nhiều ngôi làng vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam, trước cổng hoặc là hiên mái nhà đều có câu khẩu hiệu là không có gì quý hơn độc lập tự do, được đặt trang trọng. Không đơn giản chỉ là khẩu hiệu, đó là lời nguyện ước chung về hòa bình và tự do. Bà con dân tộc Cơ Tu, Sơ Đăng, Ca Chông ở Quảng Nam khi làm nhà đều rất cẩn thận làm cổng vào. Trước cổng trang trí đèn hoa đăng, nhà nào cũng cắm cờ đảng, cờ tổ quốc trước cổng và kế bên là dòng chữ không có gì quý hơn độc lập tự do, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Người dân giáo dục nhau theo kiểu người lớn tuổi dạy lại cho thanh niên con cháu nhớ phải gìn giữ và quý trọng giá trị của độc lập tự do hôm nay. Ngày 2 tháng 9 không chỉ là Tết độc lập mang niềm vui chung của dân tộc, mà còn là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về cõi Vĩnh Hằng. Thương nhớ Bác, nhân dân cả nước đã có nhiều hình thức thể hiện lòng biết ơn. Trong đó, lễ giỗ Bác Hồ theo phong tục truyền thống được duy trì và trở thành nét đẹp văn hóa ở nhiều địa phương. Tại Quyền Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thì trong 12 năm qua, lễ giỗ Bác được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tôn kính biết ơn của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Cơn mưa sáng ngày 2 tháng 9 không ngăn được bước chân những cựu chiến binh và người dân tề tựu về căn nhà của ông Trần Văn Bé ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Mọi người tập trung chuẩn bị mâm cơm để dâng lên bàn thờ Bác Hồ. Mâm cơm mừng ngày Tết độc lập, tưởng nhớ Bác đơn sơ, dân dã với những sản vật đặc trưng của vùng quê sông nước. Trước đây thì ông Trần Văn Bé làm cái lễ giỗ Bác Hồ, thì ông Trần Văn Bé đã mất, thì Hội Cựu Chiến binh tiếp tục duy trì cái lễ giỗ Bác để tập hợp cái anh em hội viên cựu chiến binh và bà con nhân dân để tưởng nhớ tới cái ngày Bác đã ra đi. Thấy mình quý ổng này kia, là ổng đi làm hồi đó tới giờ thấy quý ổng, hồi tiếp thu đi ra tới bây giờ năm nào ổng cũng cúng hết trơn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và nhân dân lắng lòng nghe di chúc, cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi người soi rọi bản thân, nhắc nhở mình phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với công ơn trời biển của người. Ở nhà, trong cái quá trình là xây dựng quê hương đất nước, rồi xây dựng nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao, rồi tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, thì mỗi đảng viên thì có tự soi, tự sửa, để tuyên truyền và học hỏi về cái tư tưởng đạo đức của Bác để thực hiện là xây dựng quê hương ngày một là tươi đẹp hơn,
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đó là nâng chất nó lên để đăng ký thành cái mô hình dân vận khéo, gọi là lan tỏa là cho các cái hội cựu chiến binh của các cái xã còn lại ở trong huyện cũng tổ chức học tập theo cái mô hình này. Thì qua cái việc là tổ chức cái lễ dân hương này thì chúng tôi cũng có cái gọi là báo công dân bác để nhằm là đánh giá lại cái hoạt động của hội nhân cái sự kiện này. Thú vị, bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. 54 năm bác đã đi xa, nhưng hình ảnh của người vẫn hiển hiện trong tâm trí của người mỗi người dân Việt Nam. Tưởng nhớ bác cũng chính là để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lúc sinh thời người hằng mong ước. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên sân vận động thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức giải đua xe mô tô thể thao toàn quốc, tranh cúp Liên đoàn mô tô và xe đạp Việt Nam 2023. Giải đua xe mô tô năm nay với sự tham gia tranh tài của 56 vận động viên gồm 16 vận động viên chuyên nghiệp hệ hai thì loại xe rác 125 phân khối, 16 vận động viên Exciter 150 phân khối và 24 vận động viên hệ bán chuyên nghiệp hệ hai thì Suzuki Sport 120 phân khối, đến từ 39 câu lạc bộ trên toàn quốc thuộc các tỉnh thành An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Thành phố Cần Thơ. Các trận thi đấu hấp dẫn và quyết liệt để lại ấn tượng cho người hâm mộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức đã trao cúp cờ tiền thưởng cho các vận động viên đạt các thứ hạng nhất, nhì, ba và tư cho các hệ phong trào bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp. Tại hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng lần thứ 8 năm 2023 tại thành phố Cần Thơ, có trên 500 tác phẩm hoa lan đẹp, độc lạ, đa dạng về chủng loại được trưng bày của trên 700 nghệ nhân đến từ 40 tỉnh thành trên cả nước. Hoạt động này không chỉ vinh danh những tác phẩm đẹp mà còn tạo ra cầu nối, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá, giới thiệu những tác phẩm hoa lan đẹp có giá trị kinh tế cao giữa các nghệ nhân, nhà vườn và những người yêu hoa lan. Đồng thời, tạo đà xúc tiến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế ở ngành nghề này. Thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cứ vào dịp 29 hàng năm, thì bây giờ trở thành một cái thông lệ, sẽ có một cái hội thi về lan để mà tập hợp tất cả các anh em, các vùng miền về đây để mà đẩy cái phong trào lan của Cần Thơ mạnh mẽ lên, vì cái này thì bây giờ đó là một cái ngành kinh tế đô thị, để mà vấn đề không phải là chơi mà nó còn là vấn đề là làm kinh tế. Lần này mình đem đến một số cái tác phẩm lan hài để mọi người cùng thưởng lãm. Thì lan hài thì nó là một trong những dòng lan đẹp và quý phái, nhưng mà thực ra một số anh em nghệ nhân còn chưa được thưởng thức. Ra hôm nay mình đưa đến Cần Thơ để anh em cùng thưởng lãm và mọi người cùng thưởng thức những cái vẻ đẹp của loài hoa lan hài. Khi mà tham gia với Hội Hoa Lan Cần Thơ, cái mục đích chính của mình là đến để tham quan triển lãm rất là nhiều hoa. Sau đó là đại diện cho phong lan lá kẻ miền Nam, mang những cái cây phong lan lá kẻ rất là đẹp của anh em miền Nam đến để tập hợp thành một cái khu trưng bày. Hội thi cũng tạo ra không gian đặc sắc, thú vị, góp phần thu hút rất nhiều khách tham quan, cũng như những người yêu hoa lan đến thưởng thức và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa lan. Nhân dịp lễ 2 tháng 9 đó, là được hay là Cần Thơ mình có tổ chức hội thi hoa lan mở rộng. Tôi cũng là người mê lan cho nên tôi đến đây để tham quan. Ấn tượng của tôi ban đầu là rất là vui, đông vui và số lượng hoa lan đó, được trưng bày rất là phong phú và đẹp. Điều này là nó, tôi nghĩ rằng nó sẽ là một điều tốt đẹp cho thành phố Cần Thơ, cho những người là mê lan và phát triển được cái phong trào là chơi lan của Cần Thơ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao để tôn vinh và trao giải, trong đó có 7 giải vàng, 9 giải bạc, 16 giải đồng cùng với nhiều giải khuyến khích. Thưa quý vị, dù thị trường đang sốt giá gạo, nhưng nhiều siêu thị vẫn giảm giá sâu cho mặt hàng này nhân dịp lễ 2 tháng 9.
Cụ thể, Sài Gòn Co-op bán 15.500 đồng một ký gạo trắng thường và 17.000 đồng một ký gạo trắng thơm. Siêu thị E-Mart giảm tới 50% cho gạo ST24 loại 5 ký xuống còn 109.000 đồng một túi. Siêu thị Lotte Mart giảm giá 34% cho gạo nàng thơm xuống còn 97.500 đồng một túi 5 ký. Winmart giảm 17% cho gạo ST25 còn 99.900 đồng một túi 3 ký. Thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ dư nợ 5 chương trình cho vay trên 294 tỷ đồng với gần 4.140 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, 3.825 hộ vay gần 188 tỷ 600 triệu đồng chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 239 khách hàng vay trên 103 tỷ 800 triệu đồng chương trình nhà ở xã hội, 59 hộ vay 785 triệu đồng chương trình học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, 13 cơ sở giáo dục mầm non vay 765 triệu đồng chương trình cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập ảnh hưởng dịch COVID-19. Tiếp theo là thông tin trong lĩnh vực y tế. Theo báo cáo của các địa phương trong 8 tháng của năm nay, cả nước có 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó thì 14 bệnh nhân tử vong. Số ca sốt xuất huyết tập trung tại Hà Nội với 5.190 ca và một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh là 8.628 ca. Số ca sốt xuất huyết ghi nhận tăng cao bắt đầu từ tháng 6 và tăng cao nhất trong 3 tuần gần đây. Cục dự báo thời gian tới, số mắc tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ nay đến năm 2024, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền. Và trước tình hình trên, thì Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo sẵn sàng thiết bị thuốc, đặc biệt là dịch truyền cao phân tử điều trị, cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết, hạn chế tử vong. Theo báo cáo của cơ sở nhập khẩu thuộc Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại thì số lượng thuốc dịch truyền cao phân tử điều trị, cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết thực tế đã nhập về là 12.550 túi. Trong đó, số lượng thuốc đã cung ứng cho các bệnh viện là 5.118 túi và số lượng thuốc còn tồn tại kho của cơ sở nhập khẩu là 7.432 túi. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 8 tháng qua, cả nước có trên 5 triệu học sinh sinh viên khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, với tổng số tiền chi trả trên 2.200 tỷ đồng. Trong năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18 triệu 800.000 học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế, tỷ lệ tham gia lên tới trên 97%. Tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận mục tiêu bao phủ 100%. Đến hết tháng 6 năm nay, gần 91 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tức khoảng 92% tổng số dân. Trung bình mỗi năm, Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trên 100.000 tỷ cho khám chữa bệnh bảo hiểm. Nửa đầu năm 2023, Quỹ chi trên 57.000 tỷ đồng cho gần 83 triệu lượt người khám chữa bệnh. Bước vào năm học mới 2023-2024, thành phố Cần Thơ phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là 680.400 đồng một người 12 tháng. Khi tham gia bảo hiểm y tế, nếu đi học và đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi, quyền lợi được hưởng. Trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng theo phạm vi, mức hưởng bảo hiểm y tế. Cụ thể, 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương, 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, 100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện. Trường hợp cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện. Thưa quý khán giả, để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đông Hiệp đã tập trung huy động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ đây, các điều kiện về sản xuất được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng lên. Ở Đông Hiệp, đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa 100%. Nhiều tuyến đường liên ấp được nâng cấp mở rộng, đảm bảo đi lại thuận tiện. Hệ thống thủy lợi thường xuyên được nạo vét, đê bao khép kín, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp phục vụ tưới tiêu, vận chuyển hàng hóa. Tuyến đường kênh số 1 trước đây nhỏ hẹp, bà con đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, hoa màu và kiến trúc, đóng góp hàng trăm ngày công lao động để mở rộng tráng bê tông hai tuyến đường giao thông kênh số 1 và kênh Thầy 8 thuộc ấp Đồng Phước
với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Tiếp tục thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ, thì trong thời gian qua thì phải nói là chi bộ cũng là tập trung rồi lãnh chỉ đạo trong cái hệ thống chính trị, rồi vận động bà con nhân dân, thì phải nói là thực hiện cũng nhiều cái mô hình phát triển kinh tế đó, thì nói chung là cũng vận động bà con làm lúa chất lượng cao, rồi để là kết hợp với bao tiêu sản phẩm, vận động mà nhiều mạnh thường quân để là kết hợp cách cho những cái nhà cho hộ khó khăn, hộ nghèo cận nghèo. Về cái giao thông nông thôn thì cũng thực hiện cái tuyến kinh số 1, rồi tuyến kinh hệ 8, cũng như là tuyến Tây Đô, rồi lắp đặt nhiều cái camera, rồi đèn chiếu sáng để cho bà con thuận tiện đi lại. Cùng với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Đông Hiệp chú trọng đến nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn hóa trường lớp, tạo dạng mỹ quan, khang trang, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi, đáp ứng nhu cầu công tác giảng dạy và học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Cái cơ sở vật chất thì nó khang trang hơn, đẹp hơn. Rồi học sinh thì nó có tất cả các cái điều kiện để đến trường, ví dụ như là học tiếng Anh, rồi học tin học, rồi các cái hoạt động vui chơi giải trí, từ đó là cái chất lượng của các em từng năm nó có gọi rệt. Trong năm học mới này, cái việc ưu tiên cho cái đối với nhà trường thì tập trung cho cái việc mà huy động cho tất cả các cháu đến trường, cũng định hướng cho thầy cô mình là về các cái phong trào hội thi, cũng nâng cao tay nghề, cũng như là cử cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý đi tham gia tập huấn. Khi mà được đầu tư lên cái mức độ 2 thì cái cơ sở vật chất nó sẽ được khang trang hơn. Về công tác chăm sóc giáo dục trẻ thì nó được đảm bảo hơn. Về công tác giáo dục trẻ thì nói chung là nó nâng cao hơn. Nó phát triển về cái cô thì cô có khả năng sáng tạo hơn. Còn trẻ thì trẻ sẽ học thích thú và trẻ sẽ vui đến trường hơn. Thực hiện nghị quyết đại hội, Đảng bộ xã Đông Hiệp tập trung lãnh đạo huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay thì xã cũng đã đạt 6 trên 8 cái tiêu chí về xây dựng cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì còn 2 tiêu chí là xã đang tập trung, đó là cái tiêu chí về cái giáo dục, là xây dựng cái cơ sở vật chất đạt cái mức độ 2, cũng như là xây cái tiêu chí về y tế. Thì phấn đấu tới 31 tháng 11, xã sẽ đạt 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Hướng tới để đạt được cái chỉ tiêu nghị quyết đề ra thì đối với xã Đông Hiệp cũng tiếp tục thực hiện tuyên truyền vận động người dân trong cái thực hiện các cái công trình, đặc biệt là các công trình được xây dựng cơ bản. Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hiệp trong việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tin rằng mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu còn không xa. Thưa quý vị, nhằm góp phần chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt địa phương ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Đây là buổi ra mắt mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà được tổ chức vào giữa tháng 7 vừa qua. Tại ngày ra mắt đầu tiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đổi 40 phần quà cho các hội viên, đồng thời thu được 50 kg chai nhựa các loại. Mô hình đã nâng cao ý thức chị em trong việc thu gom rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Là một thành viên của hội phụ nữ thì cô cũng tích cực tham gia vận động các chị em tuyên truyền cho trong chị em phụ nữ cũng như trong người dân hiểu biết về bảo vệ môi trường. Cô thấy mình nên tích cực hơn nữa để cho người dân hiểu sâu hơn nữa. Trong thời gian vừa qua cũng đã có rất nhiều các hoạt động để mà bảo vệ môi trường. Ví dụ như cái hoạt động mà hàng tháng hay là hàng tuần thì đó là làm dọn vệ sinh ở các cái đường ở trong khu vực ở trong phường. Thứ hai là cái thu gom phế liệu. Rồi bây giờ là cái vấn đề là thu gom rác thải nhựa. Rồi còn có cái phong trào mà sử dụng cái ống hút mà bằng các cái chất mà không phải nhựa để mà tuyên truyền cho chị em. Nhận thức về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người, nhiều năm qua công tác bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những nhiệm vụ được các cấp hội quan tâm, thực hiện với nhiều cách làm thiết thực. Trong năm 2022, hội tập trung thực hiện mô hình phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thực hiện 503 sạch.
Hội cũng thường xuyên phát động toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh, khai thông cống thoát nước, trồng hoa cây xanh và bảo quản một số tuyến hẻm, kêu gọi hội viên và người dân hạn chế sử dụng túi ni lông. Chi hội là xây dựng cái mô hình tức là thu gom phế liệu. Tức là chủ yếu cái mục đích của cái mô hình thu gom phế liệu á thì mình là tức là tạo được cái quỹ học bổng huyện Thị Đình. Tức là hàng năm thì hỗ trợ cho con em hội viên nghèo mà chịu khó vươn lên học giỏi. Cái điểm nổi bật thì không chỉ riêng đối với hội phụ nữ phường và các ban ngành đoàn thể phường cũng chung tay là hội phụ nữ phường có ký kết liên tịch cái mô hình đó là 503 sạch với các cái hội đoàn thể. Ví dụ như đối với công đoàn của phường thì sẽ là thực hiện cái cơ quan sáng xanh sạch đẹp. Hội phụ nữ phường sẽ bảo quản các cái tuyến hẻm như là hẻm 3 và hẻm 176 hàng tháng là ra quân dọn dẹp tổng vệ sinh. Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà An đã góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, không chỉ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, mà còn ra toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 đã cận kề. Các hoạt động chăm lo cho các em học sinh vẫn đang được toàn hệ thống chính trị, ngành giáo dục, các trường học và xã hội tiếp tục thực hiện. Sự quan tâm thăm hỏi, những món quà thiết thực trong đầu năm học mới sẽ là nguồn động lực để con đường đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thêm mở rộng. Mỗi ước mơ được chấp thêm đôi cánh và quan trọng hơn nữa là để các em luôn cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm từ cộng đồng. Đối với em Võ Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 4 trường tiểu học Long Hòa 1, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, niềm vui và sự háo hức trong ngày tựu trường không còn như mọi năm vì cha của Cẩm Tiên vừa mất cách đây không lâu do tai nạn lao động. Mẹ thì công việc bấp bênh, cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu được hoàn cảnh của em, trong đầu năm học mới, các cấp, các ban ngành đoàn thể địa phương đã kịp thời động viên, hỗ trợ để em có điều kiện tiếp bước đến trường. Chồng em mất rồi thì còn mình anh em cũng đâu lo nổi cho bé. Anh chị gì đó giúp em được gì em cũng cảm ơn rất là nhiều. Lúc đầu thì mẹ đưa con, nếu mẹ đi làm thì con chạy xe đạp đi học. Vui khi được cô chú tặng miễn phí bảo hiểm y tế với quà cho con. Con sẽ cố gắng học hành không rụ lòng cô chú để hỗ trợ cho con. Tùy cố gắng, nhưng đường đến trường của nhiều học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn rất gian nan, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ bản thân của các em. Đơn cử như hoàn cảnh của em Võ Thị Tuyết Lan, học sinh trường trung học cơ sở Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Một cô cha từ nhỏ, mẹ lập gia đình mới, em phải sống với bà nội. Mấy năm nay bà tuổi cao sức yếu nên việc nuôi Tuyết Lan ăn học trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cố gắng cho học mừng dữ lắm rồi, mấy cô giúp cho về mừng dữ lắm luôn rồi đó. Chứ tính cho nghỉ, nó ham học lắm cô ơi. Rồi kêu thôi con nghỉ đi, nó nghèo quá. Nó nghèo hạnh phúc được rồi, nội ơi, con ghét còn học. Bên khuyến học, rồi cũng cô cũng đề nghị là xin cho bé được cái học bổng. Được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho, như chẳng hạn như bé ở nhà này thì thấy rất khó khăn. Có một bà, một cháu mà bà thì bị bệnh liên miên. Trong cái dịp tụ trường này là bên hội cũng tiếp sức cho các em trong cái ngày khai giảng năm học mới. Thì hội cũng hỗ trợ những cái phần học bổng, quà để giúp cho các em có thêm cái động lực, an ủi được cái phần nào là đối với những cái em mà có trường hợp đặc biệt khó khăn. Nhờ cái sự mà giúp đỡ hỗ trợ từ Quý Mạnh Thường Quân thì giúp cho các em là có thêm cái động lực để các em vươn lên cái những cái khó khăn của bản thân đó, để các em có được tương lai. Nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và 100 phần quà gồm tập, cặp da và dụng cụ học tập với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Với sự chia sẻ đồng hành của xã hội, sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng và tự tin bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và học tập thật tốt. Chương trình Tây Đô ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.